Clip gần 3 phút cover ca khúc Một Nhà của Xuân Trường, Văn Thanh, Phí Minh Long đăng tải trên mạng xã hội thu hút nhiều sự quan tâm của nhiều người hâm mộ. Theo đó, các cầu thủ có cách thể hiện rất riêng, nấp sau bàn và xuất hiện như một nghệ sĩ. Văn Thanh còn trổ tài khả năng độc rap, điêu luyện. Có thể thấy đây là khoảng thời gian thư giãn nhất của các cầu thủ sau một thời gian dài dốc sức cho các trận đấu, và chiến thắng vừa qua là hoàn toàn xứng đáng. Sự việc xảy ra vào chiều qua tại xã Long Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo hình ảnh trong đoạn clip ghi lại, một người phụ nữ đang đi trong sân nhà thì bất ngờ bị hai tên cướp áp sát, giật dây chuyền rồi bỏ chạy. Tình huống quá bất ngờ khiến người phụ nữ chỉ kịp đuổi theo trong sự bất lực, còn hai tên cướp thì tẩu thoát nhanh chóng vào hướng quốc lộ. Quả là một vụ cướp táo tợn và manh động. Bé trai 3 tuổi nguy kịch vì uống nhầm thuốc tẩy bồn cầu. Uống nhầm xăng, bé 17 tháng tuổi nguy kịch. Uống nhầm dầu hỏa, bé trai thiệt mạng. Trẻ uống nhầm rượu, trẻ uống nhầm dầu đốt nến, thậm chí trẻ uống nhầm nước tẩy móng tay. Hàng loạt những vụ việc trẻ uống nhầm quá chất thương tâm đã xảy ra đã dóng lên hồi chuông báo động cho các bậc phụ huynh trong việc cất giữ các loại quá chất tại nhà. Theo Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mỗi tháng trung bình bệnh viện tiếp nhận khoảng 20 ca bệnh nhi uống nhầm quá chất, xăng dầu và các chất độc hại. Và tại các bệnh viện nhi khác, tổng số ca trẻ nhập viện do uống nhầm quá chất cũng tương tự. Nguyên nhân của thực trạng này đa phần là do sự bất cẩn của người lớn. Hiện nay, nhiều gia đình thường có thói quen chứa những loại quá chất như xăng, dầu, rượu hay các loại quá chất tẩy rửa trong chai nhựa hoặc chai nước ngọt cũ và cất giữ tại nhà để tiện cho việc sử dụng, nhất là tại các vùng nông thôn hay những gia đình ở trọ có diện tích nhỏ. Không chỉ thế, nhiều người còn chủ quan để những chai quá chất tại những nơi trong tầm giới của trẻ, như trong góc nhà, trong toilet hay thậm chí là trong tủ lạnh, mà không hề biết rằng thói quen này có thể cướp đi tính mạng của trẻ bất cứ lúc nào. Trẻ nhỏ trong độ tuổi từ 1 đến 4 tuổi thường rất tò mò và không có khả năng nhận biết được nguy hiểm. Việc chứa những loại quá chất trong các chai nước ngọt sẽ làm trẻ tưởng rằng đó là nước ngọt và uống gây ngộ độc. Ngộ độc quá chất là tai nạn đặc biệt nguy hiểm, sẽ gây bỏng thực quản, khí quản, gây suy đa tạng, có thể cướp đi sinh mạng của cả trẻ em lẫn người lớn. Đặc biệt, có nhiều phụ huynh khi phát hiện trẻ uống nhầm quá chất với lượng ít, chỉ thấy tổn thương bên ngoài như bỏng rộp môi, miệng, lưỡi, nên thường nghĩ là không sao, nên tặc lưỡi cho qua. Chỉ khi có dấu hiệu nặng mới đưa con đến bệnh viện. Thế nhưng, những loại quá chất đi vào cơ thể, dù ít cũng làm tổn thương các cơ quan bên trong cơ thể. Nếu chậm trễ đưa trẻ đến bệnh viện sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Hiện tôi chia ra hai loại là bay hơi và không bay hơi. Thì cái loại mà bay hơi thì thường là liên quan tới là những cái gọi là xăng dầu hoặc là dầu thơm, thì nó có thể là cái loại đó thì nó ít gây bỏng gây, nhưng mà nó sẽ gây là gây sặc và nó dễ gây, chúng tôi gọi là cái chứng gọi là viêm phổi hít. Hoặc là nó gây kích ứng, gây hen suyễn, tức là cái chất bay hơi, và đặc biệt là nó ảnh hưởng hệ thần kinh. Cái thứ hai là cái loại quá chất không bay hơi thì có thể là thuốc trừ sâu, có thể là xà bông, có thể là những cái bột giặt, thuốc tẩy, thuốc rửa bồn cầu, nước rửa chén, thì nó sẽ gây bỏng thực quản. Còn sợ nhất là thủng trên đoạn mà nối từ họng xuống cái bao tử, thì nó thủng, nó dò vào trong cái khoang lồng ngực, cái đó ghê lắm, cái đó gọi là viêm trung thất, áp xe trung thất, chết gần như 99-100%. Thưa quý vị, khi con trẻ uống nhầm hóa chất, nhiều phụ huynh vì lo lắng mà làm mọi cách để trẻ nôn ra ngay lập tức mà không cần biết hóa chất mà trẻ uống phải là gì. Thực tế đây là một quan niệm vô cùng sai lầm. Việc sơ cứu sai cách cho trẻ sẽ làm cho tình trạng của trẻ ngày một nặng hơn. Vậy cách sơ cứu đúng đắn khi trẻ uống nhầm hóa chất là gì? Sau đây xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm đến bác sĩ để có lời giải đáp. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà một đứa trẻ mà bị uống lộn quá chất, thì cái chuyện đầu tiên, nếu mà quá chất đó là quá chất bay hơi thì chắc không nên cho nôn ói. Bởi vì nôn ói thì nó cũng giải quyết được vấn đề, mà nó còn nguy cơ tăng cái hít sặc. Cái thứ hai là cái gọi là ngộ độc cái hóa chất mà là có tính chất ăn mòn thì lại càng không nên gây nôn. Bởi gây nôn nó sẽ làm tăng nguy cơ bỏng và thủng
suốt dọc đường tiêu hóa là nguy cơ tử vong rất là cao. Như vậy thì chúng ta nên có thể là cho uống nước lọc vừa phải, không có quá nhiều, để mà nạn nhân có thể dễ chịu và không làm chậm trễ, tức là vẫn nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Nguy hại khi trẻ uống nhầm hóa chất là hiện hữu. Chính vì thế, phụ huynh cần cẩn trọng trong việc cất giữ hóa chất tại nhà. Không chứa hóa chất trong các chai nhựa, chai nước ngọt, chỉ nên chứa trong vỏ chai nguyên thủy. Nên bảo quản hóa chất trên cao, nơi riêng biệt, tránh xa tầm giới của trẻ em. Sự việc xảy ra tại một shop quần áo trên đường Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội. Như quý vị và các bạn chứng kiến, cô gái này giả làm khách hàng vào shop để mua sắm. Thế nhưng thực chất cô ta đang có ý định trộm tài sản. Sau một hồi liên tục quan sát và che mắt nhiều người bằng cách lựa đồ, cô ta mới bắt đầu hành động. Chỉ với vài động tác, cô ta đã mở được chiếc tủ, sau đó thản nhiên lấy đồ và tẩu thoát. Được biết trong túi đồ bị mất gồm một điện thoại di động, 2 triệu đồng và nhiều giấy tờ khác. Chỉ khi mắc bệnh, người Việt mới chú ý đến chế độ dinh dưỡng, đặc biệt là món rau hàng ngày sẵn có. Tại Việt Nam, tỷ lệ người trưởng thành ăn thiếu rau và trái cây ở nam cao hơn nữ. Việc này có liên quan đến 19% trường hợp ung thư dạ dày và ruột, 31% bệnh nhân thiếu máu tim cục bộ và 11% đột quỵ. Chị là rau trong bữa ăn thì không thể thiếu được cả. Nhưng mà em thì ít ăn rau, thì chủ yếu là ăn về thức ăn nhiều. Thì không, đến là sở thích thì không thích ăn. Tại các khu chợ truyền thống, rau củ quả rất đa dạng. Thế nhưng người dân vẫn rất e dè trong việc chọn lựa thực phẩm này. Tôi lại bị bệnh tháo đường nữa, đái đường nữa, cho nên là ăn rau là phải ăn nhiều hơn là thịt. Thanh niên ấy, nó thích ăn thịt nhiều hơn ăn rau. Nhưng mà các lớp già thì thích ăn rau nhiều hơn ăn thịt. Theo khuyến cáo của WHO, nếu một người ăn hơn 5 suất rau, tương đương 400 gram rau xanh và quả chín mỗi ngày, có thể giúp giảm 2 lần nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, mỡ máu và tăng khả năng dự phòng với các bệnh không lây nhiễm khác. Tuy nhiên, lựa chọn rau sạch đáp ứng bữa ăn hàng ngày vẫn là trăn trở của các bà nội trợ. Người mà chúng tôi muốn nhắc đến là chị Lý Ngọc Bảo Trân, ngụ thành phố Vị Thanh, Hậu Giang. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ và giảng dạy ở thành phố Hồ Chí Minh một thời gian, chị đã quyết tâm về quê mở xưởng may túi sách và ba lô để tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật lẫn người trung niên. Hiện tại, xưởng may của chị đang có 10 thợ, trong đó có 7 thợ ráp chính, còn lại đa số nhân công nhận việc về làm tại nhà. Để mọi người có thể tăng thêm thu nhập, chị còn tìm cách đưa sản phẩm xuất sang một số nước ngoài như Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Pakistan. Được biết trung bình mỗi người nhận được 100.000 đồng mỗi ngày từ công việc may ba lô. Bên cạnh đó, chị thường xuyên mở các lớp dạy nghề may cho người khuyết tật và người trung niên. Đến nay, ngày càng có nhiều người có công việc làm ổn định. Đối với mình thì là người khuyết tật với lại là người trung niên, người lớn tuổi đó, thì họ là làm việc rất là có tâm với lại công việc của mình. Thì dĩ nhiên là người trẻ, lao động trẻ thì họ làm việc thì năng suất cao và chất lượng tốt. Tuy nhiên thì những người lớn tuổi ở đây và các anh chị người khuyết tật ở đây thì nó có một cái yếu tố là làm việc rất là siêng năng. Ngay từ những ngày đầu tiên thì mình gặp rất là nhiều khó khăn. Thì các cô chú cũng như anh chị, những người khuyết tật, người lớn tuổi ở đây đã cùng mình vượt qua được cái giai đoạn đầu, những cái giai đoạn khó khăn nhất. Cho nên ấn tượng của mình về họ rất là tốt. Cho nên là khi mà hiện tại bây giờ nó đang trên đà phát triển tốt, họ đang đi lên, thì mình rất là có nguyện vọng muốn được tiếp tục nhận những người khuyết tật, những cô chú lớn tuổi và cả những người cô chú người Khmer. Khi mình mới vào nghề thì ai mà không có khó khăn, thì nghề dạy nghề thì mình cần có sự học hỏi thôi. Ví dụ như may những cái khó gì nè, nhưng mà mọi người hòa đồng vui vẻ nhau thì chia sớt nhau những cái khó khăn đó thì cảm thấy nó vui vẻ, tinh thần mình nó cũng phấn chấn. Những cái mà nó khó, có khi mình nhìn khó lắm, khi mà ra được cái sản phẩm từng cái ra thì mình cảm thấy nó vui. Những cái thành quả của mình mà gặt hái được vậy đó. Trong tương lai, chị dự định mở thêm xưởng may công nghiệp chuyên về quần áo để giúp đỡ giải quyết việc làm cho nhiều người, giúp họ có việc làm ổn định. Theo đó, dự án nâng tầm sinh viên là một dự án vì cộng đồng do Trung tâm Anh ngữ Action English đứng ra tổ chức cùng với nhiều đối tác đồng hành. Đây là dự án thường xuyên mời những chủ doanh nghiệp, những người thành công, các bạn trẻ tài giỏi về chia sẻ cho các bạn sinh viên. Mục tiêu của dự án là nhằm đưa chương trình tới nhiều bạn trẻ hơn nữa để nhân rộng giá trị chương trình,
Dự án tiếp theo sẽ diễn ra tại khu vực Cần Thơ với sự tham gia của diễn giả nổi tiếng như bà Trương Hoàng Thanh Trúc, CEO Trung Sơn Phạc Ma, chủ nhà thuốc lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, ông Nguyễn Trường Huy, CMO Marketing Director Trung Sơn Phạc Ma. Điều đặc biệt, tất cả bạn sinh viên tham gia đều được miễn phí hoàn toàn, không phải đóng bất kỳ một khoản chi phí nào. Theo thông tin ban đầu, trước đó người dân nghe tiếng động lớn phát ra tại công trình xây dựng nhà 2 tầng trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh. Chạy đến kiểm tra thì phát hiện nam công nhân 19 tuổi nằm bất động trên dàn khung sắt công trình, trên người có nhiều thanh sắt đâm xuyên. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Theo người dân, thời điểm trên có khoảng 5 đến 6 công nhân đang tháo dỡ dàn giáo để xây mới lại công trình trên. Trong lúc tháo dỡ thì nạn nhân bất cẩn rơi xuống, bị thanh sắt đâm vào người. Theo đó, khi tiến hành kiểm tra hai đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ một bịch ni lông màu trắng được hàn kín, bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đá. Qua làm việc, An và Đạt khai nhận chất màu trắng trên là ma túy đá. Qua giám định có trọng lượng hơn 1,09 gram. Được biết đối tượng Đạt vừa bị Tòa án Nhân dân thành phố Sa Đéc xử phạt 3 năm 6 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích, đang chờ chấp hành án thì tiếp tục vi phạm. Đây là giờ học môn văn của lớp 11D trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú, Hà Nội. Trên bục giảng không phải cô giáo mà là học sinh. Lớp học được chia nhóm, mỗi nhóm sẽ trình bày các vấn đề tự tìm hiểu. Phương pháp này đã khiến các em học sinh vô cùng thích thú, mang lại nhiều cảm hứng, đánh bay những con chữ khô khan của môn học này. Cô Kim Anh chia sẻ đã dạy các em học sinh cách khai thác, sửa lỗi trực tiếp, phát triển những ý hay cho các em, giúp các em nhớ bài lâu hơn. Hoạt động cá nhân, nhóm thuyết trình, trao đổi để tìm ra kiến thức là cách cô Kim Anh thường vận dụng khi làm việc với học trò. Tình huống diễn ra ở đường Gò Dầu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy bác bảo vệ đang đứng trước một cửa hàng, bỗng một nam thanh niên đi xe máy đến, lấy trong túi ra một tờ giấy rồi giả vờ hỏi thăm bác bảo vệ để đánh lạc hướng và làm bác bảo vệ phân tâm để đồng bọn của hắn hành động. Vì mãi nói chuyện mà bác bảo vệ đã không để ý đến tên trộm phía sau, chỉ với một vài động tác tên này đã rinh mất chiếc xe máy tẩu thoát. Theo đó, khi tiến hành bao vây ngôi nhà của bà Lê Thị Thu Sang, ngụ xã Long Phước, huyện Long Hồ, lực lượng công an đã bắt quả tang gần 20 con bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu. Nhiều đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn. Tại hiện trường, công an chỉ bắt giữ được 11 người, thu giữ nhiều dụng cụ dùng để lắc tài xỉu, gồm 70 triệu đồng tiền mặt, nhiều điện thoại di động các loại, 10 xe mô tô và nhiều tang vật khác có liên quan.